Thank you.
Thank you.
Hello và xin chào tất cả các anh các chị đến với quán cà phê The Hero. Và từ thứ ba cái chủ nhật sẽ có tất cả giao lưu nhạc của quán The Hero. Từ thứ hai sẽ nghỉ. Và để mở đầu cho chương trình ca nhạc đến đây, xin hát một ca khúc của ca sĩ Thế Thương, tôi có tên Quảng Thọ, và công việc của chúng tôi. Hãy subscribe cho
dù là trong phút giây. Vì anh muốn gì, lòng ta có suy nghĩ, giận anh đã đi, chắc nhau được gì. Vì anh muốn gì, lòng ta có suy nghĩ, giận không nơi đâu.
xin phép và dự lễ có ai để giao lưu với chương trình của ta và chương trình này. Tuấn à, cái sức đấy Tuấn thì rất tốt đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Boy.